Thưa quý vị, có 12 loại quả cứ thắp hương trên bàn thờ là tiền về chặt túi. Đó là loại quả nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, tục thờ cúng là một trong những nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Vào những ngày lễ Tết, ngày rằm thì mỗi gia đình lại dâng lên cho ông bà tổ tiên mâm quả để tưởng nhớ đến công ơn của ông bà tổ tiên, cũng như là mong cho bậc bề trên phù hộ độ trì cho gia đình, gia đạo của mình an vui, gặp nhiều may mắn, tài lộc. Tuy nhiên, theo phong thủy thì không phải loại quả nào cũng đem lại may mắn và được bày trí trên bàn thờ. Vậy thì trong ngày mùng 1, ngày Tết, ngày rằm, loại quả tốt lành nào có thể dùng để dâng lên các cụ, các bậc gia tiên thì khiến cho tiền bạc ùn ùn kéo đến, phát tài phát lộc, đổi đời, giàu sang. Không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong thủy Gia Cát chúng ta theo dõi chương trình ngày hôm nay để tìm hiểu về vấn đề này nhé. Đồng thời, trước khi mà quý vị lắng nghe Phong thủy Gia Cát chia sẻ những thông tin trên, thì quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất từ kênh, và từ đó thì chúng ta sẽ cập nhật thêm những kiến thức hữu ích hơn nữa. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe. Những loại quả nên thắp hương trên bàn thờ để tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có hết phần thiên hạ. Một, quả bưởi. Trong tiếng Hán, từ bưởi phát âm giống từ con trai, do vậy mọi người thường bày bưởi để xin lộc về con cái. Ngày Tết, gia đình người Việt cũng thường đặt trái bưởi trên nải chuối xanh, điều này tượng trưng cho phúc lộc với mong muốn an khang thịnh vượng sẽ đến với gia đình. Hai, quả lựu. Quả lựu chứa nhiều hạt, mọng nước và ngon ngọt. Màu sắc bắt mắt của trái lựu tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển, thúc đẩy vận may về con cái. Trong phong thủy, ngoài việc có thể dùng lựu trưng bày trên bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông địa thần tài, sẽ đem lại may mắn, quả lựu còn được coi như là một loại thuốc có khả năng giúp cho vợ chồng mau chóng sinh con. Những đứa trẻ sau khi sinh ra đều bụ bẫm và khỏe mạnh. 3. Quả xoài. Người miền Nam phát âm xoài là xài. Việc đặt những quả xoài tròn trịa thơm ngát trên bàn thờ mang ý nghĩa cầu mong cho việc tiêu xài không thiếu thốn, cuộc sống luôn đầy đủ và sung túc đến với gia chủ. 4. Quả cam. Đây là loại trái cây phổ biến, thường được đặt trên bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông địa thần tài. Theo phong thủy, màu sắc và hương thơm của trái cam tượng trưng cho sự tươi mát. Nhiều người còn tin rằng loại trái cây có múi này nếu đặt trên bàn thờ sẽ xua đuổi xui xẻo, mang đến may mắn cho gia đình. 5. Quả nho. Trong phong thủy, trái nho tượng trưng cho sự đa dạng của thực phẩm, mang ý nghĩa phong phú về của cải vật chất. Nho còn đại diện cho sự thành công đang hiện hữu trong gia đình hoặc ở tương lai không xa. 6. Quả chuối. Phong thủy cho rằng trái chuối mang ý nghĩa thu hút. Vì vậy, nó cũng hay được đặt trên bàn thờ nhằm thu hút tiền tài, sự may mắn về mọi mặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, loại trái cây này tránh mang đi tảo mộ hay trong tháng cô hồn bởi ám chỉ chào đón các vị khách không mời mà tới. 7. Quả đào. Giống như trái cam, đào cũng là một trong những loại trái cây phong thủy phổ biến nên được đặt trên bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông địa thần tài. Quan niệm phong thủy tin rằng quả đào là biểu tượng của sự bất tử, liên quan đến sự giàu có, sức khỏe và tuổi thọ. 8. Quả táo. Trong tiếng Trung Quốc, trái táo có phát âm gần giống với chữ hòa bình. Đây là biểu trưng cho sức khỏe, sự hòa hợp trong gia đình. Quả táo màu đỏ được ưa chuộng nhất vì mang ý nghĩa tốt lành. Ngoài ra, quả táo màu xanh và màu vàng cũng được sử dụng rộng rãi theo thuộc tính màu của chúng để mang lại tiền tài và thành công. 9. Quả dứa. Nhiều gia đình vẫn lựa chọn quả dứa là loại quả đầu tiên trong mâm ngũ quả. Trái dứa mang đến mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Bên cạnh đó, trong tiếng Hán, quả dứa cũng được phát âm rất độc đáo, khi nghe sẽ khiến cho ta có cảm giác may mắn sẽ đến một cách bất ngờ. Chắc cũng vì thế mà trong phong thủy, loại trái cây này đã mang đến một ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Không những vậy, trái dứa còn tượng trưng cho sự may mắn và sung túc đến với gia chủ. 10. Quả đu đủ. Chính bởi cái tên của mình mà trái đu đủ luôn là lựa chọn đầu tiên trong việc lựa chọn trái cây để thờ cúng tổ tiên ông bà. Đu đủ chính là thể hiện được sự thịnh vượng và đầy đủ về mọi điều trong cuộc sống, đủ đầy về tiền bạc, về tài lộc và về sức khỏe. 11. Quả Phật thủ. Loại quả này có hình dáng giống như bàn tay của Đức Phật. Đem đến hình ảnh Đức Phật luôn che chở cho con người, thoát khỏi các số phận đau đớn và bi ai. Quả Phật thủ còn có ý nghĩa mang đến cho gia chủ sự bình an thanh tịnh trong tâm hồn. 12. Quả thanh long.
trái thanh long có hình thù độc đáo như dòng mây hội tụ nên mang ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc và ấn tượng. Vì vậy, người ta thường lựa chọn loại trái cây này để thắp hương nhằm ngụ ý thể hiện sự phát tài và phát lộc. Hơn nữa, trái cây này cũng rất tốt cho sức khỏe của con người. Quý vị thân mến, trong quá trình thờ cúng thì có không ít gia chủ gặp phải một số rắc rối khi lựa chọn quả dâng lên bàn thờ. Có thể do vô ý hoặc là không hiểu rõ mà không ít người đã phạm phải một số điều tối kỵ trong phong thủy thờ cúng, gây ra sự bất kính đối với các bậc bề trên. Để giúp cho bạn tránh được những điều này thì dưới đây sẽ là một số lưu ý khi lựa chọn hoa quả để thắp hương mà bạn không nên bỏ qua. Đó là gì? Mời quý vị theo dõi. 1. Không nên chọn hoa quả giả. Thường thì nhiều gia đình có thói quen trưng hoa quả giả trên bàn thờ để có thể tái sử dụng nhiều lần, cũng như làm đẹp gian thờ bởi màu sắc của chúng. Tuy nhiên, đây chính là một trong những điều cấm kỵ mà bạn nên biết. Hoa quả giả để cúng trong ngày rằm sẽ khiến cho bề trên phẫn nộ và thể hiện sự bất kính. Chính vì vậy, vào ngày lễ bạn không nên sử dụng hoa quả giả để thắp hương mà nên lựa chọn hoa quả tươi bạn nhé. Trong quan niệm tâm linh và phong thủy, loại hoa quả tươi sẽ mang đến cho bạn những điều tốt lành và có lợi cho yếu tố phong thủy trong gia đình của bạn. 2. Không nên chọn những loại trái cây có gai. Thực tế có nhiều gia đình quan niệm rằng trong gia đình ai thích ăn cái gì thì có thể lựa chọn loại quả đó để thắp hương. Mặc dù quan niệm này không sai, nhưng các gia chủ cũng cần phải cân nhắc và lựa chọn những loại quả phù hợp nhất để thờ cúng. Bạn không nên lựa chọn những quả có gai sắc nhọn để thờ cúng trên bàn thờ, vì theo nhiều quan niệm, loại quả này sẽ gây ảnh hưởng và làm lục đục gia đạo. Bên cạnh đó có thể đem đến nhiều điều không may mắn cho các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế lựa chọn những loại sản phẩm có mùi thơm quá nồng, không phù hợp với không gian thờ cúng. Thế nên gia chủ cần phải lựa chọn những loại quả có mùi dễ chịu và đem đến sự nhẹ nhàng cho không gian thờ cúng của mình. 3. Không nên chọn những loại trái cây đã chín nẫu. Bên cạnh việc không nên thờ cúng bằng hoa quả giả thì bạn cũng tuyệt đối không nên lựa chọn hoa quả đã chín nẫu để cúng vào ngày rằm hay là ngày mùng 1, các dịp lễ Tết. Chính điều này đã vô tình thể hiện sự bất kính đối với bề trên. Thực tế, có thể dễ thấy đó là những loại quả chín nẫu sẽ nhanh chóng bị hỏng và dễ thu hút các loại côn trùng ghé thăm. Theo đó mà không gian thờ trở nên mất đi sự linh thiêng vốn có, rất cấm kỵ. Bởi vậy, bạn nên chọn những loại trái cây vừa chín tới hoặc là chín đẹp mắt để trưng bày. 4. Không nên chọn trái cây bị méo mó. Trái cây dùng để cúng trước hết phải đạt yêu cầu, đó là có hình thù tròn trịa và đều đặn, vỏ mịn trơn láng, vì chúng mang năng lượng tốt, tượng trưng cho sự suôn sẻ thuận lợi. Ngoài ra, hình tròn tượng trưng cho trời. Trời tròn, đất vuông thể hiện được tấm lòng thành kính của người cúng. Những quả méo mó có nhiều vết sẹo, gai góc, quả héo, quả hỏng là những quả sẽ mang đến nguồn năng lượng xấu, không nên bày cúng trên bàn thờ. Nếu không, nguồn năng lượng này sẽ gây ảnh hưởng đến tài lộc cũng như vận may của cả gia đình trong suốt năm. 5. Không nên chọn những loại trái cây mọc sát với mặt đất. Một điều gia chủ không thể bỏ qua. Đó chính là hạn chế không lựa chọn những loại quả mọc sát với mặt đất, vì có nhiều người cho rằng mặt đất chứa nhiều điều, nhiều vật, dễ gây bất kính với thần linh. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn những loại hoa quả trên cao và không nên chọn những loại trái cây có họ hàng với cà chua, me hay là quả thanh trà. 6. Không nên chọn quả có mùi nồng. Không phải người trong gia đình thích ăn quả nào thì sẽ cúng ông bà tổ tiên quả ấy. Cũng không nên vì người quá cố thích ăn những quả có mùi nồng mà chúng ta lại dâng loại quả ấy lên bàn thờ. Bàn thờ chính là nơi thiêng liêng, thanh tịnh, do đó bạn chỉ nên chọn các loại trái cây có hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng mà thôi. 7. Nên thắp hương với số lượng quả lẻ. Vào ngày rằm hay bất cứ ngày lễ nào, khi thắp hương không bắt buộc bạn phải thắp hương mâm ngũ quả. Bạn có thể thắp hương với số loại trái cây có số lượng là lẻ để đem đến nhiều may mắn. Trong yếu tố tâm linh, số lẻ đã là con số mang ý nghĩa cho bạn, có nhiều tài lộc. Quý vị thân mến, bên cạnh việc lựa chọn được loại trái cây phù hợp, thì hoa cũng là lễ vật mà không thể thiếu trong ngày lễ Tết. Do đó bạn cũng nên chọn những loại hoa không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tâm linh, để không chỉ giúp cho bàn thờ của chúng ta thêm trang nghiêm mà còn đem lại may mắn tài lộc cho mình. Quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu đó là những loại hoa nào trong phần tiếp theo. 1. Hoa sen. Hoa sen chính là loại hoa quốc dân của người Việt Nam. Không chỉ có vẻ ngoài thanh cao, đẹp mắt mà hoa sen còn gắn liền với điển tích của nhà Phật. Đặc biệt, hoa như thể hiện được sự tinh tế trong sáng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Loài hoa này còn mang ý nghĩa của sự thanh thuần, không bị vẩn đục bởi những điều trong cuộc sống.
Đồng thời, hoa cũng thể hiện được sức mạnh, niềm tin và nghị lực sống, đem đến nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Hoa trưng bày trên bàn thờ sẽ thể hiện sự tôn kính trang nghiêm cho không gian thờ. 2. Hoa cúc vàng. Hoa cúc vàng chính là loại hoa được nhiều gia đình lựa chọn vì thời gian của hoa tươi rất lâu. Hơn nữa, loài hoa này còn mang ý nghĩa trong phong thủy khác nhau như về sự may mắn, trường thọ, lòng hiếu thảo. Hoa có màu vàng còn biểu tượng cho nhà Phật, cho nên mang đến sự thanh tao và trang trọng nhất. Cúc vàng có mùi hương dễ chịu, mang đến sự thoải mái cho không gian thờ của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chọn loại hoa cúc trắng vì không phù hợp với việc cúng thường ngày. 3. Hoa huệ trắng. Hoa huệ trắng cũng chính là loại hoa mà bạn nên lựa chọn để thờ cúng. Hoa huệ là hình ảnh gắn liền với tuổi trẻ và biểu trưng cho sự trong sáng và tinh khiết. Loài hoa này có mùi thơm rất dễ chịu, mang đến không gian thờ linh thiêng cho gia đình bạn. 4. Hoa lai ơn. Hoa lai ơn mang đến sự trang nhã và thanh tao, nên thường được chọn là hoa cúng trong những ngày lễ Tết và ngày rằm. Hoa có mùi thơm nhẹ nhàng và thanh thoát, nên đem đến cho bạn sự dễ chịu trong không gian thờ cúng. Hơn nữa, loài hoa này cũng có rất nhiều màu sắc rực rỡ thể hiện được tấm lòng thành kính của bạn đối với bậc tổ tiên. Lai ơn có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng bạn nên lựa chọn hoa lai ơn màu đỏ để bày trí trên bàn thờ. 5. Hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền được nhiều người lựa chọn bởi tên gọi của chúng. Hoa đồng tiền chính là hoa mang đến nhiều tài lộc, sự giàu có và may mắn. Bên cạnh đó, loài hoa này còn mang ý nghĩa trường tồn và sức khỏe dồi dào. Hoa đồng tiền có đa dạng về màu sắc, nhưng mà khi cúng thì bạn cũng nên chọn loài hoa có màu sắc như là màu vàng, màu đỏ để tăng thêm phước báu và thịnh vượng cho gia đình. Màu hoa không tươi tắn sẽ không thể hiện được hết tấm lòng thành của gia chủ đối với những người đã khuất và thần linh. Thưa quý vị, hy vọng rằng những thông tin mà Phong Thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ trên đây thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn biết được thêm những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.